con nào đi thì cũng đều được một bát gà mang về. Ngoài ra, người đạt giải nhất sẽ được tham dự chung kết học tập Việt Hướng vớt tay lên và nhận hai vé cực mỹ. Tour du lịch 2 ngày 1 đêm cực kỳ lãng mạn cùng nữ hoàng cơ vô Hunter Butcher. Xin chúc bà con may mắn. Và ngay bây giờ, đồng bào hãy cho một tràng pháo tay để chào đón ba vị giám khảo xinh đẹp và hơi dị của chúng ta. Beats is breaking at the beat, she'd be hotter than me. Me and D-Oc cruise a mission, better watch out, my crime gets vicious. Badass bitch, I'm rated X, I'm gifted, ain't gonna sell sex. Cross the beach onto the street, gotta work hard, no room to cheat. Croaking grind. Chúng mày làm thế nào mà năm ngoái thì có một thí sinh dự thi. Năm nay có đến hai thí sinh đi thi cơ đấy chị ạ. Thì mày thì làm sao mà đủ giờ thi? Lắm mồm. Đây này, bây giờ đây, bây giờ muộn như thế này rồi vẫn không có đứa nào đến dự thi cả. Biết làm như thế nào bây giờ đây? Bọn chúng mày chết rồi. Sẽ chết chắc. Chắc nào bây giờ? Thôi, xin đi. Ôi bà ông bà, ông gì ạ? Trong bọn có cô, có cò bây giờ có bỏ thì... Bước tới nhà em bóng xe, đứng chờ 5 phút bố em ra. Lơ cơ phía trước vài con chó, lát lát đằng sau chổi hư gà. Hai, đứng hai. Này, dạ? Đi thi thế à? Vâng. Thế cô biết tiết mục gì không? Đăng ký chưa? Có ạ. Thế có biết múa biết hát gì không? Em biết chơi duy nhất một loại nhạc cụ ạ. Đàn gì? Em biết đàn tùy bà. Cái loại đàn thôi, tao không cần. Chơi thế bây giờ chơi này, thế ngoài ra thì còn cái loại nghệ thuật nào nữa không? Dạ, em biết dạy cái nhạc thể hình. Cái gì? Em thấy anh Lý biểu diễn em khó theo. Để em biểu diễn các chị xem nhé. Thôi thôi, mày biểu diễn thử đi. Mày đứng lùi lùi lên kia cho bà con một ngó, mày đứng đây làm gì? Ôi dồi ôi. Thôi quá rồi. Ai mua nôm cả đất, mua nôm cả trời. Mà sao em ơi không ôm lỗi trái tim một con người. Người này mày thì có một phần người, mười phần quỷ. Chúng mày lại không được. Mày không được, thế còn mày còn bài viết nào bài nào nữa không? Em biết hát lại ca nhạc hát chuyện cho em. Hai chị giám khảo nhảy với em phụ họa em được không? Nhảy nhót rồi, em lên. Em sẽ hát bài bọn em hay tập trong giờ tập thể dục. Hai ba huỳnh huỳnh sang sẽ huỳnh huỳnh sang sẽ huỳnh huỳnh sang sẽ huỳnh huỳnh sang sẽ. Tao bảo mày hát, tao không bảo mày tập thể dục đâu. Nhưng bài của em hay tập trong giờ tập thể dục mà. Huỳnh huỳnh sang sẽ huỳnh huỳnh sang sẽ. Huỳnh huỳnh sang sẽ. Tao bảo mày hát. Em hát xong nó sao hát rồi còn lốt một sàn nữa xong rồi. Nghe lên. Phải. Huỳnh huỳnh sàn sàn. Mày đi đâu? Bọn nó đẩy em. Em tưởng chị bảo nó bao. Tao bảo bao là bao nha. Mày vô ra tặng bao à? Vâng vâng để em lốt sàn rồi. Hôi mùi xoèn xoèn. Cứ trèo trèo, chị trèo chạy, chơi cùng chó. Có chụp cắn, chụp chị chó, chị chó cắn chị chó. Chị... con chó chụp chị chụp, chị trèo cắn, cắn con chó. Cô chó gắn chụp, trâu gắn chó. 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 Xong chưa? Chắc chắn chắc chắn 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 chắ
không mà chị? Không gì? Cái nào? Chả là thế này, cứ thường thường ngày chị Châu dắt con chó đi chơi. Dắt con chó đi chơi, không hiểu vì sao con chó quay lại cắn đi chầu một cái. Chị Châu cáu gắt cắn con chó, chó càng điên cả cắn chị chó, con chó làm nó cũng cắn chị Châu. Chị Châu liên liên cắn chị Châu. Cục vậy là nó như thế nào? Rất cực à? Rất cực à? Con chó càng điên càng cắn chị Châu, chị Châu càng nó càng cắn con chó, con chó càng điên càng cắn. Mày trêu bà, điên. Sáng ra cái cặp này cứng rồi. Nhìn mày gì nhỉ?